thì mai lại phải mò ra. Xin phép toàn đồ mini. Ví dụ một cây chuối như này thì bao tiền? Dạ, ví dụ một cây này thì bao tiền? À, xinh nhỉ. À, xinh. Bác tự làm nhỉ? Tay tôi làm. Ờ, hay quá. Đây trên vườn này có khoảng 500 cây. Ồ, toàn là nhỏ nhỏ này đúng không? Bán 25 năm nay rồi đó. Bán toàn là khách quen. Thế nghệ. Để Tết tôi mới dám bỏ ra đây. Nghệ nhân đây rồi. Cháu hay đi qua đây mà không nhìn thấy. Cái cây còn cây này. Xin phép là cứ hỏi giá đã nhé, xong rồi cháu về cháu nghiên cứu, có khi chiều lại. À thì. Thế còn cây nguyệt quế này. Cây nguyệt quế này thì bao nhiêu? Hay nhỉ, toàn cây nhỏ. Tùng La Hán. Tôi thì quả từ gốc bên Hoạn đấy, giờ bán hôm trước thì lấy về Hòa Bình. Hôm xưa thì họ lấy về Điện Biên. À thế. Hôm nay họ lấy về mãi gì nhỉ? Mang hai cây xách hai cây. Sao mình mình biết mà bán xa thế ạ? Về Lào Cai, Yên Bái đấy. Đấy, con nhỏ 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 chỉ cây hạt đấy. Rất hay nhỉ. Chơi Tết rất sạch sẽ, nhấc đi đâu chơi cũng được. Vâng. Đây anh nông cây của tôi. À. Gọi là cốt chậu, gọi là ăn mà chậu, rất hay. Đây sung ổn định, nhìn rất thiên nhiên. Sung làng, sung. Ví dụ cái sung này thì bao nhiêu tiền ạ? Này 500. Không biết là sắp có quả chưa? Sắp quả. Giang. Sung bồ đề lộc vượng. Quả chín trên đây kia rồi. Đâu ạ? À. Chui rửa dưới đất đây. Ờ, hay quá. Ở trên nhà tôi có cây như thế này nhé. Quả dưới đất này mọc lên cả chùm. Yeah. Như ở trên mặt đất cũng như là quả vẽ. Có nằm. Có dáng thế không ạ? Trực hạnh phúc. Ở đâu ạ? Ở trên kia. Có bán không? Có bán. Thế không bày ở đây ạ? Thế đấy mà bán thì bao tiền ạ? 700, 800. Nó cũng chỉ bằng cái kia đi đúng không? Cao hơn cây đấy nhưng mà tay bông nó có to hơn không? Nó có to hơn không? Thân to hơn. To bằng cái này. Bằng cái này thì có một cây nó thân bằng này, dáng cực đẹp luôn. À đấy. Chân nó đứng như này, hai cái rễ đứng như này. Rất đẹp. Cây đấy gọi là cây quái. Nhưng mà chẳng bày đây, chẳng biết bao giờ biết được. Không có bán đâu mà. À đấy. Nhiều lắm, trên nhiều cây đẹp. Vâng, mình cứ toàn là từ chơi từ hạt lên nhỉ. Sung túc. Sung túc. Này chơi anh cứ nhớ tôi có những cây bồ đề mà có người họ đã chơi 300 cây mà họ đang kèm cái cây của tôi nhiều lần mà lên Bát Tràng. À thế ạ. Đó, giàu lắm, giàu vậy thứ nhất thứ nhì. Vẫn còn trên này. Vâng. Lúc nào mà ấy cho cháu lên tham quan thì không? Ông bảo là ra riêng nhé. Tí nữa cháu lấy số của bác nhé. Rồi. Nhưng mà ý là vẫn phải xem thì mới mưa được. Xem thì lúc nào mua có ý định. Vâng. Chỉ mà có chứ. Cháu chuyên mua đấy. Mai. Hồng Ngọc Mai. Lại lô này còn mỗi cây này là Hồng Ngọc Mai đấy. Đây ra xem quả cây sung rồi. Đấy nó chín nó rụng ở đây. Chín nó rụng ở đây. Đấy cây này bé tí mà nhiều quả thế. Không, à, kìa. Nó gọi là sung nếp đấy đúng không? Vâng, sung nếp là sung tía. Sung này là loài sung siêu quả. Chỉ có nhà tôi có, chợ này không ai có. À. Chợ này bao nhiêu năm nay tôi làm rồi, mọi người chỉ đến nhà tôi mua. Hay nhỉ? Bé, bé bằng ngón tay mà lắm quả thế. Đang có quả chín trên cây, lại có quả ra nhỡ nhỡ này, lại có
quả nhỏ tí. Quanh năm bốn mùa. Vâng, anh đi vào chỗ đền đền Hàng Bạc, quận 2 Hàng Bạc. Cậu vừa lấy một cây ở đây. À, đội dân đội phố cổ. Ừ. Họ thích cái nhỏ nhỏ này. Không, cây đẹp đó. Hôm nay là cây cây thác đổ. Chờ xe ở đây các loại về có à đây. Đây đây đây. Bán rồi. Như một cây như này thì ở đây thì còn bán tiền ạ? Đây tôi bán 1 triệu 2 cây này. À. Cây này cái đang đang thả nước nhỉ? Đang đang. Con đến nó lấy. Tài nhỉ cái quả này. Chi chít. Trên kia không đếm được. À, thì... từ chui ở đất này lên mà mọc ra quả. Từng chùm như này. Hay giá đó. Một người lấy khoảng độ 8 chùm trên cái cây. Rất là quý ông rất thật thà nên là bán cho ông để ông mang về ông à bán cho ông rồi ạ bán cho ông không còn một cây nữa, còn mấy cây nhiều à nó bảo nó ra đến múc này vâng đây giống như là giống siêu quả này không ai có xanh siêu quả cháu xin phép xong rồi cháu lại đưa bác lên trên mạng nhiều người thích lắm. Bác tên là gì? Tôi là Trâm. Trâm, chỗ Hoàng Hoa Thám. Năm 99 Hoàng Hoa Thám. Mình có vườn ở đây nữa không hay ở đâu nữa không ạ? Bồ đề này. Bồ đề. À thế. Này có cây anh bảo là để cho anh đi cho lên nhá. Cây đẹp là cháu mua. Xem. Không phải. Thế thì mai Tết mất rồi không qua được. Cháu trên này cháu suốt ngày lang thang như này mà hôm nay mới biết vào đây. Đào quất lại không thích đâu. Thích mấy cái đồ này. Rất nhỏ. Đây là có được vừng. Và nghệ nhân ấy. Này vừa có lộc vừng vừa có sung lại vừa có cả đa. Đấy. Một vài trăm mà lên đây mua thì rất là bình. Đây cái dâm bụt này quái ghê. Mình có những cái chậu nhỏ nhỏ xinh. Quái dâm bụt. Anh đi cả cái chợ này. Và cả chợ Hà Đông không ai có cái chậu như kiểu của tôi. À. Mình tô một kiểu. Và nhìn như cái cối cổ. Cây này rất hay. Cây sơn liễu của tôi cao như thế này. Mở hai cái rễ cả 5 triệu mà. À, sơn liễu. Để chơi. À. Lá nó nhỏ. Anh biết con ấu hương gì không? Con ấu hương ăn nó biết, đang biết, ăn. Biết, biết. Ngày xưa còn bé nó cứ bẻ xong mút. Nó bé bằng cái vảy của con lá nó bé bằng cái vảy bé của con ấu bé. À. Đấy như này nữa. Không, con bé nữa. À. Chứng tỏ là nó già, chứng tỏ nó già lâu năm rồi. Nó quá già, cái mùi nó già, mấy chục năm tuổi. Đây đấy nó mua. Đây này có cả những cây xanh này. Hai bên, hai tán thấp thế này. Hai cây đấy. Vâng. Thấp thế này, cây bông đều. Cây già, chùm này hai cây. Dạ. Hai này. Nhìn rất thiên nhiên. Cổ thụ thu nhỏ. Đây có các cây này nó đều thế nha. Vâng. Này cháu xuống cháu bảo anh quê ấy. Cô cây của cô đẹp nè. Con cây bé tí mà đẹp. Tao đang nghĩ ra một cách cho mày rồi. Đang nghĩ ra cho mày một cách rồi. Vâng. Tao chỉ hỏi.
này rất hay này. Để ở đây bên này hoa thủy tiên này, thủy tiên chơi Tết này, cọt hoa thủy tiên là thú chơi của người Hà Nội đây. Bên này là chi mai, xin phép các bác hỏi chi mai nhưng mà em bận lắm em không ấy được, mà giáp Tết rồi cũng gửi cũng không kịp bác ạ. Đây này, trên hoàng hoa thám 27 Tết ạ. Đấy, rất nhiều chi mai khác nhưng mà tôi chỉ quan tâm bonsai nhiều hơn. Ở đây có cái chi mai này cũng hay này. Có lẽ là lấy cái chi mai này về chơi. Rất đẹp. Tí nữa lấy số để làm quen xong rồi có những cái dịp mà đấy, mình lên chơi và mình giao lưu cây với bác chủ. Giao lưu cây với bác chủ. Đấy. Bác là con gái nhưng mà có cái nữ đấy, nhưng mà bác chơi cây rất là hiện đại. Rất là nắm bắt xu thế tốt. Đấy. Đây rất mini, rất Hà Nội. Hồng Ngọc Mai mà giá cả không cao đâu, giá cả không cao đâu. Đấy các bác nhé, bắt châm. Cái cây bồ đề này là bao tiền ạ? Bồ đề này vâng. 350. Qua bán có một thân này mà là 300. À có cả tượng, có cả tượng rồi, có thêm một cây nữa tôi chỉ để anh có ba cây. Vâng. Ổn định chậu thì sẽ